Hello các bạn. Như các bạn đã biết hoặc chưa biết, nào giờ kênh của mình chia sẻ những kiến thức về ứng dụng lập trình. Trong quá trình mà mình chia sẻ những video về ứng dụng lập trình thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc làm sao một bạn có thể ứng tuyển cho các vị trí trong ngành công nghệ, và cụ thể là ở những bạn sinh viên hoặc mới vừa tốt nghiệp, hoặc là các bạn kiểu đi làm 2-3 năm xong tự nhiên thấy sai, thậm chí là ở những anh chị có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực khác và hiện giờ muốn tìm hiểu thêm về ngành công nghệ. Thì bản thân mình cũng là một người đã trải qua cái quá trình đó và mình biết là nó rất là nhiều thử thách. Tại vì sao? Có rất là nhiều những cái thông tin mà bạn có thể tìm được thì bạn sẽ không chắc là cái nào là lùa gà, cái nào là chính thống để mà tin tưởng và làm theo những cái thông tin đó. Và có rất là nhiều những cái nhóm kỹ năng cả cứng lẫn mềm mà nhiều khi là bạn chưa từng được biết đến hoặc chưa từng được qua luôn. Hồi sinh viên thì học một công một bằng hai, xong đến khi mà đi tìm việc thì người ta sẽ hỏi khoảng cách từ trái đất cho tới mặt trời. Ok, thì coi như là Sukarna đi, rồi mình chấp nhận là mình sẽ học những kiến thức đó luôn. Thì bạn nên học cái nào trước, cái nào sau cho nó tối ưu. Thì nói tóm lại là cái quá trình đó. Thì đó cũng là lý do mình muốn launch cái podcast series trò chuyện cùng những hiring manager đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Hàng đầu Việt Nam. Thì mục tiêu là để thứ nhất là cung cấp được cái nguồn thông tin uy tín cho các bạn. Thứ hai là debunk những cái myths trong ngành công nghệ mà nhiều khi nếu bạn tin và làm theo những cái myths đó, thì có thể là nhiều khi bạn sẽ không đạt được kết quả. Và thêm nữa là podcast sẽ chia sẻ những hidden insights, có nghĩa là những cái thông tin mà từ chính miệng nhà tuyển dụng nói ra là đó là cái mà họ cần. Vậy nên nếu mà các bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin cực kỳ giật gân mà mình sẽ chia sẻ trong podcast series này thì các bạn biết phải làm gì rồi đó.